sống trong lâu đài thật đáng chán. Ước chi có một bộ phim hay, nhưng TV còn chưa được phát minh ra nữa. Mày thậm chí còn không có ai để nói chuyện. Nhà vua, vua Samuel, Sammy, xin chào. Oh, Susan, ta chỉ muốn có ai đó cai trị vương quốc của mình và ăn kẹo cùng, giống như một người bạn thân. Tôi có thể là người bạn thân sứ giả của ngài đấy. Thôi nào Sue, cậu không thể ngồi vừa trên ngai ấy được. Thế thì ta sẽ tạo cho ngài một người bạn thân bé hơn. Tớ đã tìm thấy hộp đồ chơi cũ của mình. Đây là nơi tớ giữ tất cả búp bê của mình. Nó hơi bụi một tí. Sue lại đánh phô mai. Nó có từ cái thời nào vậy? Cùng xem thử nào. Chắc chắn là có gì đó chúng ta có thể dùng. Đây là cái gì vậy? Này, cẩn thận ném đồ lung tung. Chị chúng đó. Tớ cứ như nhìn ra. Đúng là thứ chúng ta cần. Xin chào công chúa mới của cậu đi. Sue, cậu đang nghiêm túc hả? Tớ đang cố giữ gìn danh tiếng của mình, cậu biết mà. Chúng ta mới chỉ bắt đầu thôi, đến lúc thay đổi diện mạo rồi. Ta sẽ loại bỏ lớp trang điểm cũ trước tiên. Đẹp quá, cậu vừa nói gì cơ? Hãy làm cho đôi mắt ấy nổi bật hơn, để tớ làm. Mình sẽ chọn màu này. Xong rồi đó. Bạn sẽ thật xinh đẹp. Này, như thế này trông đẹp quá. Tớ biết, nhưng có điều gì đó thiếu thiếu. Tớ có ý này. Làm đôi mi của cô ấy thêm phần dập dờn nào. Lại nói đến ngày tóc xấu nữa hả? Chúng ta sẽ giải quyết vụ này thế nào giờ? Sao nhìn tớ này, tớ thấy sang chảnh quá chừng. Tớ thích cảm giác của gió qua mái tóc của mình. Cậu đã xong chưa? Thật ra tớ đang cần nó. Sao cũng được. Tóc cô ấy đã sạch rồi, ta chỉ cần sấy khô nó thôi. Giờ ta sẽ chải tóc cho cô ấy và sau đó chuẩn bị nhuộm màu. Siêu, tớ đã mất cả tóc vì cậu đấy. Giờ ta lại hỏi như mọi khi. Sợ quá. Tớ chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ ghen tị với mái tóc của một con búp bê. Cậu không cần tóc để trông tuyệt vời, Sammy ạ. Bây giờ hãy để tụi này tạo cho bạn vẻ ngoài xinh đẹp búp bê nha. Tuyệt vời, Manny. Sam, kiểu tóc của cô ấy trông đẹp quá trời. Nhưng chúng ta cũng cần một bộ đồ mới nữa. Và tớ đã có một ý tưởng tuyệt vời. Chúng ta quả là một đội ngũ trong mơ chứ ạ. Hai ta có thể làm mọi thứ. Tớ đã có sẵn mẫu cho phần vạt trên của bộ đồ rồi. Cậu sẵn sàng thiết kế một chiếc váy chưa, Sammy? Tớ sẵn sàng tới lúc mới đẻ rồi chú ơi. Bắt đầu thôi. Tớ luôn biết là cậu có năng khiếu cho việc này mà, Sammy. Trông được đấy, giờ chúng ta cần cắt nó ra. Xem cậu có muốn chịu trách nhiệm phần khâu không? Tớ cứ tưởng là cậu sẽ không hỏi cơ. Và ta sẽ chọn giải dây băng để trang trí. Không phải cái này, và cái này thì quá lớn. Tìm thấy rồi. Đã có thể tốt hơn siêu ạ. Để tớ giúp cậu. Cảm ơn, tớ cần phải đợi cho đến khi căn phòng ngừng quay. Có lẽ thế, chỉ dùng mỗi kim và chỉ là một ý tưởng tồi. Hãy thử cái gì đó khác đi. Sao rồi Sammy, cậu thấy khỏe hơn chưa? Tớ vẫn còn chóng mặt, tốt nhất là nên nằm một tí. Khổ thân quá. Các bạn ơi, các bạn có thể động viên Sammy của chúng ta được không? Chỉ cần cho chúng tớ một lượt thích và cậu ấy sẽ khỏe lên liền. Được rồi, giờ chúng ta cần gắn hai phần của chiếc váy lại với nhau. Cậu có thể tự làm được không? Tớ chưa nhận đủ lượt thích. Thế thì tớ sẽ dùng một chút phép thuật. Hấp, mọi thứ đã hoàn tất. Ngắm chiếc váy công chúa cực đỉnh này nè. Hãy thử nó ngay bây giờ đi. Sammy đến đây nào, cùng ngắm búp bê xinh xắn của chúng ta. Không, không, điều này không được chú ạ, tớ muốn lấp lánh. Thế thì chúng ta có thể thêm ít đá quý.
để tớ xem. Ồ không, hình như tớ hết đá rồi. Xem thợ mỏ đang dẫn trước cậu rất xa chưa, tớ sẽ trở lại ngay. Đừng lo, cậu vẫn trông rất xinh đẹp. Hả? Cái gì vậy? Có ai vừa nói là cần đá quý đẹp hả? Ồ, quá đã luôn, cảm ơn Sam. Rất vui để giúp, tránh đường. Ok công chúa, yên nào. Và vài nhấn nhá cuối cùng. Cô ấy cũng cần thử cái này nữa. Ồ, chua chua đẹp quá xá. Đây là một đôi giày hoàng gia và thêm một vài phụ kiện phù hợp khác. Cô ấy đẹp hút hồn á. Giờ chúng ta thực sự cần cập nhật tủ quần áo của tớ nữa. Lâu đài này sẽ hoàn hảo cho công chúa của chúng ta, nhưng giá của nó hơi cao so với khả năng của bọn mình. Hả? Đang xảy ra chuyện gì vậy? À, đúng rồi, bắt đầu bữa tiệc này thôi nào. Chúng ta đang phải làm việc nhớ chứ. Này, tất cả những năm học nhảy của tớ giờ đây đã trở nên vô ích rồi. Được thôi, tiệc gì mà nóng quá chừng, tớ cần một ít nước. Tớ hy vọng có thể xây một lâu đài để búp bê của chúng ta sống trong đó, nhưng tớ cạn ý tưởng rồi. Tớ sẽ cân nhắc xem mình có thể làm gì. Xem, đừng vứt rác lung tung. Ơ, đợi đã, tớ nghĩ ta tận dụng được cái này. Ồ, không, thật là cậu đã nhầm lẫn rác với đống vật liệu làm thủ công hả? Này, tớ nghe thấy đấy nha. Hãy xem màu hồng này đi, thú vị nhỉ? Ôi, trông đây tối tăm quá. Cảm ơn, chúng ta cũng có thể dùng được thứ này. Cùng bắt đầu nào. Đây là một ý tưởng khác, lâu đài của ta cần một cánh cửa. Này, tớ muốn làm nó. Có thể lần sau, thứ này sẽ trông huyền diệu lắm cho coi. Đây là điều mà mọi nàng công chúa mơ ước. Cậu không nghĩ rằng tớ là vua nên thừa biết điều đó sao? Cậu đang nói về ông vua cao có. Và tay nắm cửa nữa, tuyệt. Bây giờ công chúa của chúng ta có thể đi vào và ra khỏi lâu đài. Cô ấy sẽ có cảnh nhìn tuyệt vời từ cửa sổ như thế này. Có thể cô ấy sẽ thấy một hoàng tử điển trai và họ sẽ yêu nhau mãi mãi và mãi mãi. Đây, đây đã, nó chưa đủ lớn. Lâu đài này phải phù hợp với công chúa cao lớn và xinh đẹp của chúng ta cơ. Vậy thì hãy mở rộng nó ra. Wow, đẹp xuất sắc. Tớ nghĩ cô ấy thích nó. Và cô ấy đã sẵn sàng chuyển vào rồi chú ơi. Thơm quá, tớ đói lắm rồi. Mày xin lỗi, cô đang làm gì vậy? Máy quay vẫn đang ghi hình đó. Ta nên trở lại với công việc thôi. Này xem, cậu có nghĩ rằng công chúa dễ thương của chúng ta sẽ thích có một bé vật nuôi nhỏ không? Đừng để ý tới công chúa, tớ thích chú cưng lắm. Nhưng ngay bây giờ tớ muốn xin ít khăn giấy. Này hài thế, đây có phải là nước mũi thật không? Hơi bị kinh ấy nha. Rõ là thế rồi. Vậy ta định chọn thú cưng cho công chúa là gì nhỉ? Cậu có thể làm phẳng đất sét trắng này cho tớ không? À, tất nhiên, đưa đây cho tớ. Tớ là đầu bếp được đào tạo theo phong cách cổ điển đấy. Ồ, thế cơ à? Thế sao cậu không bao giờ nấu ăn? Tớ hoàn toàn sẵn lòng giao bếp cho cậu đấy. Thế thì tớ sẽ có nhiều thời gian rảnh hơn. Nấu ăn trong bếp nhà chúng ta thật là lãng phí tài năng của tớ. Đây là đất sét của cậu nè. Vâng, quý hóa quá. Được rồi, trong khi tớ đang xử lý mấy mảnh này, cậu có thể đưa tớ đôi mắt không? Tớ sẽ lấy cho cậu siêu à. Ủa, đây là bộ trang phục Halloween của tớ mà. Xin lỗi Sammy, nhưng anh chàng này cần nó hơn. Bây giờ tớ sẽ tăng tốc. Hãy nhìn chiếc chân dễ thương này và cánh tay nè. Tất cả những gì ta phải làm là ghép tất cả lại với nhau và chuẩn bị châm chô. Tớ thích em bé dễ thương này, chúng ta nên đặt tên gì cho nó đây? Samuel thì sao? Như thế thì dễ nhầm lẫn lắm đó. Vậy thì gọi cậu ta là Fido đi. Ok. Ôi, đó thực sự là một cú đẹp nhất đấy. Khán giả đang nín thở. Xem, ta đã nói với cậu rồi không chơi squash trong nhà. Cậu quên chuyện gì xảy ra với các bình hoa rồi hả? Đó là một món quà từ Roger đấy. Nhìn nó lúc này đi. Cái gì? Tớ đang nâng cấp nó còn gì? Gu của anh Roger thật kinh khủng. Trò chơi bay nhỏ của cậu đã cho tớ một ý tưởng.
giờ tớ cần một mảnh đất sét màu đỏ giống như thế này. Bắt đầu nào. Cậu có thể đưa tớ viên đất sét trắng đó không? Này, tớ định dùng nó làm khăn choàng cổ. À, thôi được. Cậu có thể lấy nó. Không có thời trang cao cấp gì với cậu hết à. Xin lỗi, tớ là người đang hoàn thiện món thủ công ở đây đấy nhá. Chúng ta sẽ cần những chiếc tam giác nhỏ bằng đất sét để làm một vài cái răng sắc nhọn như thế này. Trông được đấy, nhưng tôi có thể cải thiện nó. Nó sẽ là niềm tự hào của bất kỳ có thể nào. Đó sẽ trở thành sở thích mới của cậu cũng nên. Sam, nhà làm vườn, xin chào. Vâng vâng, giờ cậu có lấy sợi dây băng xanh này không? Cậu sẽ cần nó đấy. À, tôi nghĩ là tôi hiểu rồi. Tôi làm đúng chưa hả Sam? Hay là chúng ta cần thêm gì nữa? Trời ơi, đây sẽ gì thêm vài chiếc lá vào nhá. Được rồi, tớ nghĩ chúng ta đã xong ở đây rồi. Hãy gọi công chúa ra nào. Bạn thật sự thích mọi thứ phải không? Tớ biết bạn sẽ thích mà. Cậu ngắm kỹ đó nha. Thưa đức vua, chúng ta có vấn đề. Cô gã kia đang tự xưng là bạn trai của công chúa. Gì cơ? Bạn... bạn có bạn trai rồi á? À, đúng vậy. Chỉ có một cách để giải quyết điều này thôi. Chúng ta cần phải làm thêm một ngai vàng khác. Và tôi sẽ có thêm một bạn thân nữa. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Cả nhà yêu của Sam, hãy cho chúng tớ một nút like, đăng ký. Và hẹn gặp lại bạn sớm nha. Tạm biệt.